đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc. Suốt cuộc đời người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ôi, trái tim Bác mênh mông quá, ôm cả lối sống vạn kiếp người. Cả cuộc đời của người là một kho tàng chuyện kể về tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập. Ngày hôm nay, em xin gửi đến câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, câu chuyện mang tên Giữ Lời Hứa. Hồi ở Bác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm, được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa: "Bác ơi, Bác đi công tác về, nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé." Bác cúi xuống, nhìn em bé âu yếm, xoa đầu khẽ nói: "Cháu ở nhà, nhớ ngoan ngoãn. Khi nào Bác về, sẽ mua tặng cháu." Nói xong, Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn 2 năm sau, Bác trở về. Mọi người vui mừng ra đón Bác, ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác. Không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng, Bác mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh, trao tận tay em bé. Bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động rơi nước mắt. Bác nói: "Cháu nó nhờ mua, tức là nó thích lắm. Mình là người lớn, đã hứa thì phải làm được. Đó là chu tín, chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người." Kính thưa các quý vị đại biểu, tình cảm của Bác, con người của Bác đã dành trọn và hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. Mỗi chúng ta hãy học tập và noi gương Bác. Mỗi chúng ta hãy học tập đem cái thiện làm đầu, cái đức làm trọng và trở thành một con người tốt trong xã hội. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu. Xin trân trọng kính chào.